Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video của mình. Trước khi mình nói về cái chủ đề của video ngày hôm nay thì mình có hai cái muốn nói qua một chút với anh em. Đó là cái video sau cái video ngày hôm nay, mình sẽ trả lời hết tất cả các cái câu hỏi các anh em nó inbox. Bởi vì bây giờ như các bạn biết là gần 11 giờ đêm rồi, và bây giờ mình mới có thể quay được cái video. Là cái thời gian này, riêng cái việc mình để mình duy trì up video lên đã là một cái vấn đề nó rất là thực sự là mình đã rất là cố gắng rồi. Thì cái việc rep trả lời inbox các anh em mình không thể làm được trong thời gian này đó. Trong cái video tiếp theo sau cái video này thì mình sẽ trả lời hết tất cả các cái câu hỏi của anh em. Thì nếu như mà mọi người vẫn còn cái hứng thú để anh em mình trả lời thì rất là mong các anh em đợi cái video tiếp theo đó. Cái thứ hai thì mình muốn nói gọi là kể chém nó buôn với các anh em một chút. Trong cái video mình so sánh giữa Nip và Design hôm lâu rồi, thì mấy hôm trước có một bạn là Cao Kiên Phạm, bạn đã comment là bớt đùa đi chàng trai, thử dùng niche của hãng Amore đi, rồi nhận xét với mấy em Design giá tầm 2-3 củ, 100% độc đáo, không đụng hàng với mấy em nào chứ mua lại niche mà tầm 3-4 củ thì chịu đó. Thì bạn Cao Kiên Phạm thân mến, mình rất là tiếc là bạn, hình như là bạn sau khi comment là bạn đã xóa luôn, bởi vì là mình luôn welcome các cái comment trao đổi giao lưu kiến thức với về nước hoa đó. Bởi vì nhưng mình chỉ có mỗi một cái là tất cả những cái comment đó phải dựa trên một cái nền tảng có sự am hiểu về kiến thức về mùi hương về nước hoa đó. Thì mình rất là tiếc bạn đã xóa cái comment của bạn. Thì nếu như mà cái video này bạn có xem thì mình rất là hy vọng là các cái video sau bạn cứ, nếu bạn cảm thấy không đồng ý ở điểm nào bạn có thể comment, mình luôn luôn welcome. Chứ không phải là mình nghĩ là bạn nghĩ là cái comment của bạn là giống kiểu là phá hoặc là bla bla đối với channel của mình, thì mình không phải như thế bạn nhá. Thì để mình trả lời luôn cái comment này của bạn, bởi vì mình biết là rất là nhiều bạn cũng đang có một, nói chung là nhiều anh em có một cái suy nghĩ như thế, thì mình cũng muốn cái chia sẻ cái suy nghĩ của mình đó. Trước tiên để nói về mình nói ngắn gọn thôi, trong cái quan điểm của mình không có một cái khái niệm nào là nước hoa 2-3 triệu, nước hoa 4-5 triệu, nước hoa 5 triệu, 7-8 triệu. Mà mình chỉ có một cái khái niệm duy nhất, đó là nước hoa mùi hương tốt và nước hoa mùi hương không tốt. Mình không quan tâm đến cái chuyện giá của nó, kể cả niche cũng thế. Ví dụ như ở đây nhá, mình Amwatch này, Perfume de Mali thì mình nhà nước hoa này mình có hai chai mình cảm thấy là ok nhất, đó là Legend và Herod. Ok, còn Creed mình chỉ có duy nhất đúng một chai này, Nerey Sauvage. Bởi vì sao? Rất là đơn giản, mình chỉ thấy nhà Creed này được đúng chai này là hay nhất thì mình mua, thế thôi. Bởi vì như mình đã nói rồi, cái quan điểm của mình, nhà nước hoa niche hay nhà nước hoa design là giống nhau, chỉ có chai nước hoa tốt và chai nước hoa dở. Nói thật là tất cả các nhà nước hoa dù có là cao sang thượng hạng đi chăng nữa, họ cũng chỉ có thể làm khoảng 2-3 chai là mùi hương độc đáo ok, còn tất cả những cái chai còn lại nó chỉ có thể là tốt chứ không thể là xuất sắc. Thì mình sẽ chỉ chọn mua những chai xuất sắc của từng nhà nước hoa thôi. Chứ cái quan điểm của mình không phải là cứ nhà nước hoa niche là chai nào của họ cũng hay, chai nào cũng là tuyệt. Chứ cái đấy của mình thì mình không có cái suy nghĩ đó. Mình cũng sẽ chỉ chọn lựa nó giống như những cái nhà nước hoa design bình thường, sẽ chỉ chọn những chai nào hay nhất của nhà niche là mình mua, thế thôi. Quay trở lại video của mình ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em top 10 chai nước hoa giá rẻ nhưng chất lượng cực kỳ cao. Mình chắc chắn là khi các bạn xịt mùi hương của những chai nước hoa này, các bạn sẽ ghi điểm được rất là nhiều khi ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Ok,
Ok, đứng ở vị trí thứ 10 đó là một con chai nước hoa rất là quen thuộc đối với các anh em. Đó là một sản phẩm của nhà Salvatore, nó có tên là Salvatore Ferragamo F Black. Một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ. Chắc chắn khi mà cái lạnh mùa thu đông về, các bạn xịt và ok, khoác một chiếc áo, các bạn có thể đi mọi dịp, đi làm, đi uống nước, đi chơi. Mùi hương này hoàn toàn có thể giúp cho các bạn ghi điểm trong khi mà ra ngoài đường. Đó, ở vị trí thứ 10, Salvatore Ferragamo F Black. Ở vị trí thứ 9, đó là một chai nước hoa của nhà Vera Wang. Nó có tên là Vera Wang For Men. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, nó có một cái nét cũng tương đồng với chai Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. Nhưng mà nó có một cái sự khác biệt ở cái nốt mở đầu. Khi mà nốt mở đầu của nó là một cái nốt cam chanh rất là dễ chịu, đó, tươi mát. Và ở cái nốt cuối của nó có cái sự ngọt ngào, quyến rũ của The One. Thì với cái mức giá khá là rẻ của chai nước hoa này, nếu như bạn nào muốn một cái mùi hương có cái nét thu hút và rẻ tiền hơn so với chai Dolce & Gabbana The One, thì Vera Wang For Men là một cái sự gợi ý cho các bạn. Ở vị trí số 8, đó là một cái chai nước hoa mà nếu như mà để ngửi không cần quá là soi xét thì nó có cái sự cũng có một cái nét gì đó giống với hai chai nước hoa Amour Reflection và Jean Paul Gaultier Le Mar, đó là Amour Moschino. Chai nước hoa này nó không có cái nét gợi tình giống như sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier, mà nó có cái nét quý ông bí ẩn, thiên về giống hơn Amour Reflection. Nếu như mà người không cần phải soi quá là kỹ, chai nước hoa này rất là phù hợp với bạn nào có ưa thích cái phong cách X-Men, đúng không? Mình manly, một chiếc áo sơ mi, một cái áo vest mình khoác lên và mình xịt mùi hương của chai nước hoa này, nam tính manly. Đó, ở vị trí số 8, Amour Moschino. Ở vị trí số 7, đó là một chai nước hoa của nhà Bentley. Mình đã nói rất là nhiều lần từ trước rồi, đó là Bentley Intense For Men. Ok. Để nói về chai nước hoa này, mình nhớ là Hollywood đã từng có bộ phim có tên là Don't Mess With Johan. Nó có tạm dịch sang tiếng Việt đó là kiểu như đừng gây rối với Johan. Thì đối với cái chai nước hoa Bentley này cũng thế. Đừng bao giờ các bạn để cái tên thương hiệu Bentley vốn chuyên về ô tô này đánh giá, làm các bạn đánh giá sai về mùi hương của chai nước hoa này. Chai nước hoa này luôn được đánh giá rất cao trên các cái channel YouTube về nước hoa hoặc là trên các cái diễn đàn về nước hoa, một cái mùi hương gia thuộc nhưng không phải là quá khô khan mà rất là mềm mại, uyển chuyển. Do đó nếu như bạn nào cũng ưa thích cái phong cách của James Bond 007 thì Bentley Intense For Men là một sự lựa chọn cho các bạn. Ở vị trí số 6, đó là một sản phẩm của nhà CK có tên là CK One Shark. Một sự lựa chọn cho các bạn nào đang tuổi trẻ, bùng nổ, đầy năng lượng. Một cái mùi hương có một cái quy luật biến đổi mùi hương mình cảm thấy khá là lạ. Nó không theo một cái trình tự mà chúng ta thường hay xịt những cái chai nước hoa thông thường. Đó. Mùi hương của chai nước hoa này nó có một cái nét gì đó na ná giống với chai Lavin Avantgarde, nhưng mà chai này đã diss. Đó. Bạn nào đang tuổi teen và có một cái phong cách style sôi nổi, đầy năng lượng, đầy tuổi trẻ thì mình gợi ý nên dùng CK One Shark ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5, đó là một sản phẩm của nhà Versace Dreamer. Một cái mùi hương thuốc lá, có một chút, nếu mình nhớ không nhầm, là oải hương. Và mùi hương này có thể nói nó có một cái chút gì đó manly, một chút sexy, một chút gợi tình. Nó mang khá là nhiều những hình ảnh tương gợi mở. Nhưng chốt lại, đây là một cái mùi hương, nếu như bạn nam nào đang cần một cái mùi hương đa dụng, đặc biệt là dùng để đi hẹn hò, đi chơi với các bạn gái ở trong cái tiết trời thu đông, khi mà các bạn xịt lên người và
một chút gió lạnh thoảng qua, và mùi hương này hòa vào với cái làn gió lạnh đó thì chắc chắn nó sẽ giúp cho các bạn ghi điểm rất nhiều khi mà các bạn đi ra ngoài. Do đó vị trí số 5 sẽ là Versace Dreamer. Ở vị trí số 4 đó là một sản phẩm của nhà Hanemori Hartmer Eau de Toilette. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, mình có thể nói là không thể đánh giá thấp mùi hương của nó. Một cái mùi hương ngọt như kem. Có thể khi các bạn xịt, các bạn để sát mũi thì là nó hơi nồng, nhưng khi mà để ra xa thì các bạn lại muốn ngửi. Đó, nó rất là rùng rằng. Không muốn dứt ra nhưng không dứt được. Nhưng nếu mà ngửi gần thì lại cảm thấy là hơi mạnh, muốn ngửi xa, nhưng khi mà ngửi xa thì lại muốn ngửi gần. Đó là những cái gì mình cảm nhận về mùi hương của chai nước hoa này, một cái mùi hương ngọt, ngậy như kem. Do đó trong cái tiết trời lạnh của mùa đông, thu đông, đây sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn ở vị trí số 4, Hanemori Hartmer Eau de Toilette. Ok, ở vị trí số 3, đây là một con chai nước hoa khá là lạ đối với các bạn. Các anh em nếu mà sinh hoạt trên diễn đàn Niche Split thì chắc là sẽ không thấy mấy khi nhắc đến chai nước hoa này. Nó có tên là Halloween Man One Shot. Mùi hương của chai nước hoa này như thế nào? Mình có thể nói thế này này: độc đáo, niche và đẳng cấp. Mình không hề chém gió về mùi hương của chai nước hoa này. Đây là cái mùi hương tuyệt vời. Mặc dù giá thành của nó khá là rẻ, nhưng mùi hương của chai nước hoa này khi mà các bạn xịt, các bạn sẽ yêu nó ngay từ lần xịt đầu tiên. Đó, tất cả những cái gì mình muốn nói về chai nước hoa này gói gọn trong mấy câu đó thôi. Halloween Man One Shot ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Ferrari, có tên là Ferrari Leather Essence. Gia thuộc. Mùi hương của nó như thế nào? Gia thuộc vốn dĩ không phải là cái gu của mình. Mình không quá thích mùi hương của gia thuộc. Mặc dù mình có khoảng 4-5 chai cũng nốt mùi gia thuộc, nhưng mình không mấy khi mình dùng. Đó. Thế nhưng ở chai nước hoa này, thật sự mình đánh giá rất là cao về cái blend các nguyên liệu mùi đó. Một cái mùi hương gia thuộc nồng nhưng không gắt, mềm mại, và nó biến đổi mùi hương rất là uyển chuyển. Thực sự mùi hương của chai nước hoa này hoàn toàn có thể so sánh với các chai nước hoa niche đó. Mình không hề các bạn nên thử và cảm nhận mùi hương của chai nước hoa này, Ferrari Leather Essence. Ở vị trí cuối cùng, số 1, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là một sản phẩm của nhà Lalic. Nó có tên là Lalic White. Một cái mùi hương cực kỳ độc đáo. Mở đầu là một chút hơi, có thể nói là hơi hăng của tiêu. Tùy theo từng gu của mỗi người. Đối với mình thì lúc bắt đầu thì nó cũng hơi có một chút gì đó hơi khó ngửi. Thế nhưng ở cái nốt cuối, một cái mùi gỗ tuyết tùng kết hợp với một chút ngọt, cả hai nó quyện vào và nó tạo nên một cái mùi hương gỗ, một mùi hương ngọt tuyệt vời, thu hút, nam tính, bí ẩn, cực kỳ manly. Do đó ở vị trí số 1 mình sẽ xếp chai Lalic White để dùng cho thu đông. Thì trên đây là top 10 chai nước hoa giá rẻ dùng cho thu đông mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Video của mình đến đây là hết. Mình rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé.